được mà Châu An được trong hoang địa thế này. Rồi, con cái con tên là gì? Cái con tên là gì, ở đâu, mấy tuổi? 64 tuổi. 64 tuổi, tên gì? Tên là Maria Hoa. Hoa, ở đâu? Ở tại Giang xứ Con Rinh. Con Rinh, con người gì? Người dân tộc Sudan. À, Sudan, con có nói được tiếng Việt không? Con hiểu được tiếng Việt không? Con nói được một chữ. Nói được một chữ rồi, con có muốn chia sẻ cho mọi người biết con được tên của Chúa như thế nào? Con nói được đọc một chút cho mọi người. Rồi, biết đọc. Kính thưa cha, con kính thưa cha, thì lòng thương xót và lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà con phải đọc hết ra. Con cũng trong cái giới này, nhưng mà con không dạy nó. Không có, chỉ không có lành nói, thì chỉ viết là trước thì mới có thể đọc được. Đây là một lời chứng thật của một người rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ mùi dân tộc. Chúng ta cho chị một tràng hoa tay thêm. Con là người dân tộc Sudan hiện đang ở tại giáo xứ Con Rinh. Này con cần kể chuyện trong gia đình của con. Cách đây hơn 2 tuần còn bệnh cầm con trai của con bị ma quỷ nhập. Thời gian trong 3 ngày, 3 đêm không ăn không ngủ được. Rồi con xuống chạy lên tới nhà cha, nhờ cha Dương kiên kiên nhắn đến cha. Xin cha cầu nguyện cho con trai của con, nó bị ma quỷ nhập. Trước con phải cho nó uống nước mẹ Lavan. Con lấy nước dậy trên đầu cho con trai. Bây giờ con phải làm sao với con, nó cùng mình làm sao. Nó làm sao với cha và thầm và thầm thầm. Con phải nói theo mẹ dạy con. Con phải tin vào Chúa không? Con tin nó được mình nọ tội Chúa vì lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà bây giờ thì... Rồi con kêu gọi mấy ba con xung quanh nhà cầu nguyện của con. Chúng con đọc tin tuổi với lòng thương xót. Mới 3 tuổi con trai của con đã khỏi. Nhưng chúng con vẫn đọc mình cho đêm chiều tối. Cho nên hôm nay con và con trai con cố gắng xuống tại giáo điểm tin mừng để làm chứng cho lòng thương xót Chúa đã giúp gia đình con. Từ nay con sẽ cố gắng cầu nguyện, con sẽ cầu nguyện cho cha sức khỏe của cha để sống với lâu dài được an lành với Chúa. Và con cùng xin cha và cùng đoàn lòng thương xót tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cả Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse lòng thương xót của Chúa với con phải đi. Con trai của nó đi không? Con chia sẻ cho mọi người, con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, con bị bệnh như thế nào, được chữa như thế nào? Thực ra con hôm nay là 25 tuổi, con tên là Kỳ Tuấn. Tuấn, 25 tuổi, rồi con bị bệnh gì? Nó quế, nó có. Thì con đã khỏi hẳn chưa? À, con rồi. Hát gì mình nhờ? Trước mặt chúng ta là hai mẹ con anh Tuấn và bà Loa hả? Loa vâng, anh Tuấn và bà Loa là người mà đã được Chúa trừ cho khỏi sự dữ xâm nhập. Và chúng ta biết là ngày hôm nay ma quỷ sự dữ nó lộng hành dữ lắm, nó tìm cách nó quấy phá con người ta nhiều lắm. Vì thế mà Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ và chữa lành mọi bệnh tật, nhớ không?
đi đâu Chúa cũng làm công việc là rao giảng, chữa lành bệnh tật và trừ quỷ. Chúa cũng trao cho các tông đồ quyền năng ấy để mà chữa lành và trừ quỷ khi đang rao giảng. Ngày hôm nay, người anh em của chúng ta nhờ người mẹ, nhờ công bằng cầu nguyện lòng thương xót Chúa suốt 3 ngày như vậy mà sự hữu đã bị trục xuất khỏi anh, và hôm nay anh đã được trở thành một người bình thường khỏe mạnh đứng trước mặt chúng ta. Hai mẹ con lăn lộn từ mãn cùng cao nguyên đến đây để làm chứng cho Chúa, tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót, còn để con tiếp tục nghe gìn giữ vì ma quỷ nó đi ra. Chú bảo coi chừng nó đi ra, nó đủ thêm 7 thằng nữa nó kéo đến nếu mình không tỉnh thức, không cầu nguyện. Chứ đừng có tưởng như vậy đâu, xong đâu nhé, nó không chịu thua đâu, thua keo này nó mày keo khác, cẩn thận nha con trai. Nhà con con trai rồi, con sẽ cùng cho chúng con rồi, đây đây, rồi, sẽ cùng cho chúng con rồi, xin chúa cho chúng con nhé. Thưa chị em, chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay sự trí nó đồng hành nhiều lắm, có quý phá nhiều lắm, cho nên Thánh Phaolô bảo với chúng ta là phải mặc lấy Đức Kitô, phải mặc lấy Đức Kitô mà đứng vững và chiến đấu. Nếu không mặc lấy Đức Kitô, tức là không lấy lời của Ngài làm lẽ sống cho cuộc đời của mình, không rước lấy hình thánh Đức Kitô là của anh nuôi dưỡng linh hồn của mình, không chạy đến bí tích hòa giải là ngay toàn của lòng thương xót, không siêng năng lần chuỗi mình tôi, lần chuỗi lòng thương xót. Lúc nào ma quỷ nó cũng ở xung quanh mình, nó ở trong mình, trong nhà mình, trong công đoàn mình, nó tìm mọi cách nó làm cho mình không còn tĩnh được. Lúc nào cũng bị động, lúc nào cũng bị lo, lúc nào cũng giận, lúc nào cũng hờn, lúc nào cũng ghen, lúc nào cũng ghét, lúc nào cũng khó chịu, khó ở, khó cho người mình lúc nào cũng bất rất khó chịu. Đấy là những cái dấu chỉ của sự dữ, dấu chỉ của ma quỷ. Cho nên thưa chị em, trong suốt 4 tuần lễ này, hãy tĩnh tâm lại, hãy dành thời giờ nghe lời của Chúa, dành thời giờ cầu nguyện Chúa khi ngọc thương xót Chúa, dành thời giờ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, dành thời giờ tham dự thánh lễ và dành thời giờ để mà thực hành lòng thương xót. Có như vậy mình mới đứng vững được trước mặt con người. Và với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng nhau hát bài Trời Cao Hãy Đổ Sương Xuống để khẩn nại lòng thương xót của Chúa hãy đến với chúng con trong suốt 4 tuần kinh tâm này, vào trong sa mạc giáo điểm tin mừng này, chỉ có nắng, chỉ có cát, chỉ có sỏi, chỉ có đá, nhưng lòng thương xót của Chúa làm mát được tâm hồn của chúng con. Mời chị em cùng với nhau hát bài Trời Cao Hãy Đổ Sương Xuống và làm theo những từ điệu ở trên diễn tả tất cả tâm hồn tâm lòng của anh chị em. Trời cao hãy đổ sương xuống, và làn mây hãy mở cửa chùa tôn sứ làm bán. Trời cao hãy đổ sương xuống, xin mọi người cùng làm theo.
chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.